Ngọc Lan dính nghi án mang thai khi để lộ gương mặt bầu bỉnh vòng hai lớn. Gương mặt bầu bỉnh và vòng hai lớn bất thường đã khiến cho diễn viên Ngọc Lan dính nghi án mang thai. Mới đây, Ngọc Lan đã đăng tải hình ảnh ngồi trên xe ô tô cùng diễn viên Huy Cường và chia sẻ mặt cô trong gấp đôi mặt của người đồng nghiệp nam. Ngay sau khi nhìn hình ảnh của Ngọc Lan, nhiều người đã nghĩ nữ diễn viên này đã có bầu. Có thể thấy, gương mặt của Ngọc Lan ngày càng bầu bỉnh, bọc mắt sưng, mũi nở to. Thậm chí theo kinh nghiệm của một số người từng làm mẹ thì họ chắc chắn Ngọc Lan đã mang thai. Sau đám hỏi vào tháng 7 năm 2016, Ngọc Lan và Thanh Bình đã đi tuần trăng mật ở Mỹ. Dù từng dính nghi án có bầu trước đám hỏi, nhưng Ngọc Lan đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên có thể thấy, từ sau khi về sống chung một nhà với Thanh Bình, nữ diễn viên Ngọc Lan tăng cân trông thấy. Thời gian gần đây, Ngọc Lan thường diện những chiếc đầm suông rộng nhưng vẫn lộ rõ vòng hai to bất thường. Không những thế, Ngọc Lan còn chia sẻ sẽ tạm biệt khán giả trong khoảng thời gian sắp tới để cùng chồng qua Mỹ thăm gia đình và đón năm mới tại Mỹ. Vậy, phải chăng Ngọc Lan đã quyết định nghỉ ngơi để diễn thai? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!